Như bạn chúng ta thấy đây là cái đường đi xuống của chùa Ba Vàng. Sau khi chúng ta đi một vòng thì qua các cái chùa ở Bảo Tháp cũng như chùa ở chùa Ba Vàng, chúng ta đây là cái đường đi xuống của chùa Ba Vàng. Và đây chùa Ba Vàng thì khi vào việc bạn chúng ta nó ở Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đây là từ phía sau của chùa. Và vào chùa Ba Vàng chúng ta không mất một vé gì các bạn nhé. Đường đi lại của chùa Ba Vàng thì rất là sạch sẽ. Và quy mô của chùa Ba Vàng có thể nói là lớn nhất nhì của Việt Nam chúng ta hiện nay. Và theo đánh giá của cá nhân tôi thì là chùa Ba Vàng nó còn đẹp hơn cả chùa Bái Đính. Bởi vì là mấy tuần trước đây là Việt Nam Travel cũng với khám phá ở chùa Bái Đính lần thứ 3 năm liên tục là đi chùa Bái Đính. Và chùa Ba Vàng thì bây giờ cũng khám phá cái lần thứ 2. Và cái đánh giá cá nhân của kênh Việt Nam Travel là cái chùa Ba Vàng thì nó quy mô và đẹp hơn chùa Bái Đính. Còn cái này là tùy đánh giá của mỗi người, ra khách quan của mỗi người. Và đây là cái đường đi xuống mà khi mà chúng ta lên Bảo Tháp đi vòng hết chùa thì chúng ta đi xuống thì đây là cái đường đi xuống thì chúng ta đi ra phía trước sân. Và trước mặt của việc bạn là cái đường hành lang đi lên Bảo Tháp của chùa Ba Vàng, nó giống như chùa Bái Đính. Và chùa Bái Đính giống như ở đây là hai bên hành lang có các hai hành lang máy thiên tre kiểu này để đi lên Bảo Tháp. Và bây giờ đây là cái đường chính điện như các bạn, nhưng mà tôi vẫn đang chờ đang trên đường đi xuống để xem những cái trong chính điện có những gì hay là cái đường đi lên thế nào. Bạn xem bấm xem cái video trước của tôi Việt Nam Travel trong cái xanh chất phát và du lịch. Hoặc là quý vị các bạn có thể tìm thấy những cái video mới du lịch của kênh Việt Nam Travel tại cái kênh YouTube là Việt Nam Travel, Việt Nam viết liền nhau Travel. Và có cái logo là phanh là nền đỏ được tung cho cái lá cờ của Việt Nam. Bên trên là một ngôi sao vàng và chiếc nón là biểu tượng cho dân của Việt Nam chúng ta. Phanh đỏ, sao vàng và hình cái biểu tượng của cái nón của bạn. Đây cái Việt Nam Travel. Đây là xung quanh và khung cảnh đi xuống của chùa Ba Vàng. Đôi khi rất là hài hòa đẹp của Việt Bắc. Thank you.
Vào chùa Ba Vàng thì các sao quý khách thấy kênh Việt Nam cho một không hướng dẫn nhiều, bởi vì là quý khách chỉ cần vào đến cổng chùa Ba Vàng sẽ có hệ thống loa tự động hướng dẫn, coi như là hướng dẫn tự động cho cái điều Ba Vàng để ta biết được cái đường đi cũng như là cái hướng tham quan của chùa Ba Vàng. Nhưng mà kênh Việt Nam cho về không hướng dẫn quý khách nhiều. Khi tới chùa Vàng thì quý bạn chúng ta hãy để ý những cái hướng dẫn chùa Ba Vàng họ gắn ở loa, họ phát ở dọc hai bên đường đi, thì quý bạn chúng ta hãy lắng nghe để biết được cái mình nên đi phía nào, hướng nào và chiều nào để thuận tiện, cũng như là các cái ngôi chùa và các cái kinh điện thể thờ những vị nào. Như thế mà cần Việt Nam cho vô không hướng dẫn với các bạn nhiều trong những cái video khi mà ta đi chụp vào bàn. Rồi chị ơi, đây đây. Đây đây, đầu tiên.
Thành ơi! Không cho đi đâu cả, đi cả đâu. Một lần nữa xin thông báo, chị Đào Thị Thúy sinh năm 1919 có đang chơi. Đây quý vị bạn thấy trên dọc hai đường đi lên và đi xuống đều có các cái loa để người ta thông báo và cũng như hướng dẫn du khách thập phương về thắp hương cho chùa Ba Vàng. Kính chúc quý khách có một chuyến hành hương về chùa Ba Vàng đều niềm vui và phúc lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là khung viên để xe trước cửa của chùa Ba Vàng rất rộng như thế này. Chùa Vàng đang được xây dựng tại tỉnh Yên Bái, tỉnh Quảng Ninh. Và đây là cái đường đi xuống của chùa Ba Vàng. Lúc nước ban là chúng tôi nó hơi rung một chút bởi vì là hôm nay không được ăn cho về, không có cái trông rung của chỗ ô được. Nhanh mọi người xuống hết xe rồi. Tiếp đến hãy dành thời gian để tham quan chùa Bồn Cột, một công trình độc đáo tọa lạc trong vùng núi xinh đẹp đó. Chùa này nơi tôn nguyên thờ Phật để tất cả các bậc thánh nguyên. Mỗi người chúng ta cần phải giữ gìn sạch sẽ, trang nghiêm. Làm sạch được tỉnh chùa chúng ta sẽ được tìm phúc báo, làm sao được tỉnh chùa sẽ bị tỉnh thái phúc báo. Có nghe đó, mấy người có ăn thế nào? Không có nghe đó. Ở đâu? Vâng, đã đi vô du xuân cùng với kênh Việt Nam Chapo đi lễ chùa đầu năm. Hôm nay xin tạm dừng đây. Xin hẹn gặp lại quý vị bạn trong những video tiếp theo của kênh Việt Nam Chapo. Để không bỏ lỡ những video mới thú vị của kênh Việt Nam Chapo thì mong quý vị bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký và đây là đăng ký miễn phí của các bạn nhé để theo dõi những video mới nhất của kênh Việt Nam Chapo. Xin chúc các bạn có những chuyến đi lễ chùa đầu năm vui vẻ và bình an. Hẹn gặp lại.